hảo tâm, các vị hiện diện nơi đây xin vào trong hội trường cho ban tổ chức chúng tôi được trang nghiêm. Sau nữa chúng con mới xin bạn phép để cung thỉnh quý ngài quang lâm tác lễ cử hành công bố của cơ sở bảo trợ giáo hội Diệu Thánh chính thức đi vào điều hành hoạt động thể theo tinh thần tứ nhiếp pháp mà Phật đã dạy. A Di Đà Phật. Báo đài và tất cả quý vị hiện diện trong đạo tràng. Kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch Quý Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và chư Phật tử. Sáng hôm nay, đất trời như hòa quyện giữa hương hoa, cây cỏ xôn xao trước gió, tiếng chim hót gọi nhau trong vườn. Cơ sở bảo trợ xã hội Diệu Thắng như chìm đắm trong bầu không khí hân hoan, hoa lá cũng reo vang, vươn mình khoe sắc thắm và tỏa hương thơm ngào ngạt. Bạch quý ngài, kính quý vị, hôm nay ngày chủ nhật 9 tháng 12 năm 2017 là ngày lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt hoạt động bảo trợ xã hội Diệu Thắng. Thay lời ban tổ chức, chúng tôi trân trọng tiếp đón quý quan khách, chính quyền địa phương các cấp, quý hòa thượng, quý tôn đức tăng ni, các bậc mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, quý báo đài, quý Phật tử xa gần đã về chúc mừng buổi lễ hôm nay. Và giờ phút này đã đến giờ cử hành buổi lễ. Trân trọng kính mời toàn thể đạo tràng vào hội trường để ổn định vị trí.
Đơn ca Con Có Mẹ Rồi, mời Phật tử Thoại Vân. Hãy subscribe.
theo chương trình là đơn ca Đứa Bé, mời Phật tử Ngọc Lâm. Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lăng hăng trên đường, anh vẫn buồn thiệt đòi của em. Em rất buồn vì em không biết đi về đâu. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em quá cơn đói từng ngày, vì em không cha, vì em đã mất mẹ. Đau vẫn là đau thương. Em mơ một vì sao sáng dẫn lối em trên đường đời, dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ. Đã lâu rồi em đã không có tình thương. Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha, giọt lệ em tuôn rơi hòa tan với nỗi buồn, bước đi trong chiều mưa. Hãy lòng thương bằng tình thương lòng nhân ái của con người, và hãy lòng thương giọt nước mắt trong lòng em bằng tình thương trái tim. Kính thưa ông Cabroy,
Phó Bí thư Huyện ủy, huyện Di Linh. Kính thưa quý cấp lãnh đạo Đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng và các ban ngành đoàn thể địa phương. Kính bạch Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, quý Hòa thượng Thượng tọa Ban Trị sự Phật giáo huyện Di Linh, quý Tôn đức Tăng ni trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất niệm Phật đường trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng, quý Tôn đức Tăng ni hiện diện. Kính thưa các bậc mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, quý vị báo đài và tất cả quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng. Hôm nay, ngày 17 tháng 12 năm 2017, một buổi lễ thật nhiều ý nghĩa, lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt hoạt động bảo trợ xã hội Diệu Thắng. Giờ này buổi lễ xin được trân trọng cử hành. Thay lời ban tổ chức, trân trọng kính mời toàn thể đại biểu đứng lên để cử hành nghi lễ chào cờ, một biểu thiện của hồn thiêng sông núi. Kính mời quốc ca. Chúng lòng yêu quốc, bước chân dồn vang trên đường âm người xa, cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, súng ngoài sao trên khung quân hùng ca, đường vinh quang xây xa. Dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra xa trường, tiến lên cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền. Trân trọng cảm ơn và mời toàn thể đạo tràng an tọa. Tiếp theo, thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin được thông qua chương trình buổi lễ như sau: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, tóm tắt quá trình hoạt động của cơ sở bảo trợ, thông qua quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện cho phép cơ sở hoạt động, phát biểu chỉ đạo của đại diện chánh quyền, tiếp thu ý kiến của đại biểu và lời hứa nguyện, phát biểu của đại diện người được nuôi dưỡng, lời gửi gắm của ân sư Ni sư Diệu Thắng, phát biểu của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng và lời cảm tạ của ban tổ chức. Thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin được tuyên bố lý do buổi lễ như sau. Kính thưa ông Ca Bờ Rơi, Phó Bí thư Huyện ủy, huyện Di Linh. Kính thưa quý cấp lãnh đạo Đảng, Ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng và các ban ngành đoàn thể địa phương. Kính bạch Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Kính bạch quý Tôn đức Tăng ni. Kính thưa các bậc mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, quý vị bảo đài và toàn thể quý Phật tử hiện diện thân mến. Kính nhất công hạnh của chư Phật và Bồ Tát, từ lúc sơ phát tâm cho đến nhất sanh bộ xứ, đều nhằm mục đích duy nhất là đem lại hạnh phúc cho tha nhân. Vì muốn độ sinh nên các ngài đến với cuộc đời với tất cả ân tình tha thiết, bằng trái tim gọi mời vạn loài chúng sanh cùng nhau xây dựng đời sống an lạc.
Trong bài phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Khoan tại Đại lễ Phật Đản năm 2006 tại Hà Nội, ông đã nói: Phật giáo Việt Nam làm nhiều việc lợi đạo ích đời, vận động tăng ni Phật tử cả nước tích cực thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện cứu khổ độ sanh, giúp đỡ người già neo đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi, người khó khăn, góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo, xây dựng một cuộc sống mới văn minh tiến bộ. Điều đó càng khẳng định mạnh mẽ rằng Phật giáo Việt Nam luôn là một tôn giáo có truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc. Bạch quý ngài, kính quý vị, bắt nguồn từ những ý niệm cao đẹp ấy, trên tinh thần dẫn thượng của quý cấp lãnh đạo Đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Tôn giáo huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng và các ban ngành, đoàn thể địa phương tận tình giúp đỡ, Phật tử xa gần phát tâm ủng hộ. Hôm nay hội đủ duyên lành, ban tổ chức trân trọng thiết lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt hoạt động bảo trợ xã hội Diệu Thắng. Một manh áo, một chén cơm xin nhường lại, một chút tình ta trao gửi thiết tha, để cuộc đời thêm sắc hoa nhân ái. Ta yêu người như yêu chính thân ta. Trên lộ trình phục vụ nhân sinh bằng những việc làm thiết thực, giúp người thăng hoa hướng thượng, đáp lại lời mời thỉnh của ban tổ chức cũng như của ni sư Diệu Thắng, quý quan khách, chính quyền địa phương các cấp, quý tôn đức tăng ni, các bậc mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và chư thiện nam tín nữ Phật tử xa gần hoan hỷ về chung vui Phật sự này. Đó là phúc duyên của buổi lễ hôm nay. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu chính quyền cấp huyện, trân trọng giới thiệu và tiếp đón ông Ca Bờ Rôi, Phó Bí Thư huyện ủy huyện Di Linh. Trân trọng tiếp đón và giới thiệu ông Hà Văn Thạnh, Phó Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Di Linh. Trân trọng tiếp đón ông Đinh Di Truyền, huyện ủy viên, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Di Linh. Kính giới thiệu bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, cán bộ phòng nội vụ huyện Di Linh. Kính giới thiệu bà Đinh Thị Tâm, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thị trấn Di Linh. Kính giới thiệu bà Huỳnh Thị Minh Tuyền, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thị trấn Di Linh. Cung kính tiếp đón và giới thiệu ông Trần Khắc Vượng, cán bộ công an tôn giáo huyện Di Linh. Trân trọng giới thiệu quý cấp chính quyền xã Đinh Lạc. Trân trọng tiếp đón và giới thiệu ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đinh Lạc. Kính giới thiệu ông Trương Quốc Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đinh Lạc. Cung kính giới thiệu ông Bùi Như Thịnh, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đinh Lạc. Về bên sự hiện diện của quý tôn giáo huyện Di Linh, trân trọng tiếp đón và giới thiệu niềm hoan hỷ chứng minh của Hòa Thượng, Ủy viên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, trụ trì chùa Linh Thắng, thị trấn Di Linh, đạo hiệu Thích Toàn Đức. Cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Thắng Hòa, Phó Ban Trị sự huyện Di Linh. Kính giới thiệu Đại Đức Thích Trí Minh, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Cần Đức, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Cần Đức, trụ trì chùa Phật Quang, Long An. Kính giới thiệu Thượng tọa Thích Thiện Hỷ, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo
thị xã Thuận An, trụ trì chùa Nhất Nguyên. Kính giới thiệu Thượng tọa Đức Huệ Tổ Đình Linh Sơn Một. Kính giới thiệu Đại Đức Thích Bộ Khánh, trụ trì chùa Trúc Lâm, Đắk Nông. Và cung kính giới thiệu, kính giới thiệu toàn thể quý Thượng tọa hiện diện trong đạo tràng. Về sự hiện diện của quý tôn Đức Ni, cung kính giới thiệu ni trưởng trụ trì chùa Bổ Quang, thường trực phân ban ni giới thành phố Hồ Chí Minh, Thích Nữ Diệu Tường, ni sư Thích Nữ Kim Sơn, trưởng ban từ thiện tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, ni sư Thích Nữ Lan Nhã, trụ trì chùa Tam Thiện, ủy viên phân ban ni giới tỉnh Đồng Nai, ni sư Thích Nữ Diệu Thành, trụ trì chùa Tam Thiện, ni sư Thích Nữ Diệu Nguyện, phó trụ trì chùa Bổ Quang, ni sư trưởng ban từ thiện xã hội Phật giáo huyện Di Linh, trụ trì chùa Linh Sơn, ni sư trụ trì chùa Vân Sơn, Đồng Nai, ni sư trụ trì chùa Long Sơn, đạo hiệu Thích Diệu Thường, ni sư trụ trì chùa Thiên Quang, ủy viên thường trực phân ban ni giới trung ương, ủy viên phân ban ni giới thành phố Hồ Chí Minh, đạo hiệu Thích Hương Nhũ. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các bậc mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, quý quan khách, quý Phật tử xa gần về hiện diện và chung vui với buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu chung. Và trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Tuấn, thẩm phán tỉnh Bình Dương, cũng về tham dự. Và cũng trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Ma Sơ Đàm Thương. Kính chào. Tiếp theo chương trình là tóm tắt quá trình hoạt động của cơ sở bảo trợ. Kính mời Ni Sư Diệu Thắng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ông Ca Bờ Rôi, Phó Bí Thư Huyện Ủy huyện Di Linh. Kính thưa quý cấp lãnh đạo Đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo và các ban ngành đoàn thể địa phương. Kính thưa, kính bạch quý Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, kính bạch quý Hòa Thượng Thượng tọa Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, quý Tôn Đức Ban Trị sự Phật giáo huyện Di Linh, kính thưa quý Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, kính thưa các bậc mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, quý vị báo đài và tất cả quý vị Phật tử hiện diện trong hội trường ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nói tóm tắt qua cái con đường tu tập của chính bản thân mình. Kính thưa quý vị trong hội trường, chúng tôi bản thân là một người nữ được mẹ nắm tay đến chùa Quán Âm tu viện theo sư ông và sư bà, sư trưởng hiện tại ngày nay. Công quả tu tập khi đến nơi đấy thì chúng tôi được sư ông giáo dạy, và chính hình ảnh của đức sư ông làm cho chúng tôi có một cái cảm nghĩ sâu sắc về cuộc đời và ý nghĩa cùng với lý tưởng của xã hội và chính bản thân mình. Sư ông chúng tôi năm 1961 đã lập ra một cô nhi viện Long Phước Thọ để nuôi người già, neo đơn, trẻ em mồ côi, cơ nhở, người tàn tật,
vân vân. Cô Nhi Viện kể từ đó được nuôi dưỡng mà những mảnh đời bất hạnh, đau thương, thiếu sót, gia đình tình thương và cha mẹ. Sư ông chúng tôi đã giáo dạy họ, và hiện tại bây giờ những vị ấy đã trở thành các bậc tăng ni. Các bậc ấy có đầy đủ nhân phẩm, tài đức vẹn toàn để mà cung ứng cho dân tộc, loài người, Phật giáo. Chính vì việc làm ấy, chúng tôi từ bé ở nhà cùng với cha mẹ đã làm nhiều cái công việc mà chính cha mẹ chúng tôi không đồng ý. Bởi vì chính chúng tôi là người mang những cái thực phẩm, những đồ vật ở trong nhà ra để cho người nghèo. Không biết lý do vì sao mà chúng tôi được duyên lành gặp Đức Sư Ông và được gặp Thầy Tổ chúng tôi là Đức Sư Bà hiện tại ngày nay. Và Sư Ông không ngừng giáo dạy chúng tôi, các con hãy cố gắng nên làm tốt đạo đẹp đời. Cái gì làm được thì nên làm, cái gì người ta chê bỏ thì mình làm, còn cái gì mà người ta thích thì thôi, các con cũng không nên chú ý. Dạ, đó, chúng con chỉ nói tóm tắt về cái cuộc đời tu của chúng con. Rồi lý tưởng của chúng con là con muốn học ra ngành y bác sĩ, và con lấy được cái bằng tiến sĩ, giáo sĩ, để sau này chúng con có đủ pháp nhân, pháp lý và có mảnh đất để chúng con có thể mở bệnh viện. Nhưng việc đó không thành là vì chúng con còn khó khăn trong thời gian. Vì vậy mà khi gặp được mảnh đất Di Linh, chúng con thấy thời tiết mát mẻ, vả lại cái chữ Di Linh làm cho con có cảm tưởng rất là sâu sắc. Có thể đây là địa linh nhân kiệt chăng? Có thể đây là mảnh đất để mình thực hiện lý tưởng chăng? Sau đó 2010, chúng con về bạch với sư bà, thì sư bà có dạy chúng con hãy cố gắng làm được việc gì ít nước lợi đời thì chúng con đừng ngại gian khó. Lý do đó mà mảnh đất Di Linh chúng con gắn kết kể từ 2010 cho đến ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể hội trường, các cấp lãnh đạo, quý hòa thượng, chư tôn đức tăng ni, ngày hôm nay cơ sở được hình thành quả là một điều vinh hạnh cho chúng con, được các cấp chánh quyền, đảng và nhà nước ủng hộ, quan tâm, và được Giáo hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, huyện Di Linh và nhất là ở xã Đinh Lạc đã rất là quan tâm, chú ý và hết lòng, hết sức giúp đỡ chúng con để cho cơ sở được hoàn thành ngày càng tốt đẹp hơn. Luôn luôn nhắc nhở chúng con hãy làm cái gì đó cho nó được tốt đẹp, không nên làm những cái điều sai trái. Dạ, đây là những cái lời bộc bạch hết sức chúng con xin được tóm tắt trong cái thời gian rất ngắn này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin được cáo lỗi và giới thiệu ông Hà Văn Thạnh, là trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Di Linh. Tiếp theo chương trình là thông qua quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện cho phép cơ sở bảo trợ Kính thưa quý đại biểu, theo từ điển Hán Việt của Ngài Thiều Chủ, từ thiện là kết hợp giữa từ, nghĩa là thương yêu, thiện là tốt lành. Vậy từ thiện đơn giản là làm việc tốt từ lòng yêu thương người. Những hành vi mà không xuất phát từ lòng thương yêu thì không được gọi là từ thiện. Trân trọng kính mời bà Võ Thị Phổ, Phó Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội Diệu Thắng, lên đọc quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện cho phép cơ sở hoạt động.
Và kính mời Ni sư Diệu Thắng bước lên vị trí vinh dự. Dạ không, con thấy được. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý tăng ni, kính thưa các bác, các chú, các anh, các chị có mặt trong hội trường hôm nay, tôi xin đọc quyết định về việc thành lập cơ sở bảo trợ Diệu Thắng hôm nay. Ủy ban Nhân dân huyện Di Linh số 874 QĐ Ủy ban Nhân dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Di Linh ngày 22 tháng 6 năm 2016 quyết định về việc thành lập cơ sở bảo trợ Diệu Thắng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Di Linh, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ nghị định số 68 trên 2008 QĐ-CB ngày 30 tháng 5 2008 của Chính phủ quy định điều kiện thủ tục thành lập tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội, căn cứ thông tư số 07 trên 2009 TT BLD TB XH ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68 ngày 30 tháng 5 2008 của Chính phủ quy định điều kiện thủ tục thành lập tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội, căn cứ thông tư số 61 TBUHU ngày 23 tháng 12 2015 của Huyện ủy Di Linh về kết luận của Thường trực Huyện ủy tại cuộc họp Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo huyện và thông tư số 78 ngày 22 tháng 2 2016 của Huyện ủy Di Linh kết luận nội dung cuộc họp của Thường trực Huyện ủy ngày 22 tháng 2 2016, căn cứ biên bản thẩm định hồ sơ xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội Diệu Thắng của bà Nguyễn Thị Vàng ngày 13 tháng 4 2016, công văn số 935 trên CV ngày 9 tháng 6 2016 của Công an huyện Di Linh về việc xác minh tư cách công dân, tu sĩ và quá trình hoạt động tôn giáo của bà Nguyễn Thị Vàng và 5 người có liên quan trong việc thành lập cơ sở bảo trợ Diệu Thắng. Xét đề nghị của bà Nguyễn Thị Vàng về việc xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội Diệu Thắng theo điều đề nghị của phòng nội vụ tại tờ số 72 TT ngày 16 tháng 6 2016 quyết định. Điều 1, thành lập cơ sở bảo trợ xã hội Diệu Thắng tại thôn Tân Lạc 2, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, hoạt động trong phạm vi huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Điều 2, cơ sở bảo trợ xã hội Diệu Thắng có chức năng nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng theo quy định pháp luật và theo đề án thành lập cơ sở. 3, tổ chức hoạt động phục hồi chức năng lao động sản xuất, trợ giúp các đối tượng trong các hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao và các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng nhóm đối tượng. Chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức để dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục, hướng nghiệp nhằm giúp đối tượng phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và nhân cách. Điều 3, kinh phí hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội Diệu Thắng thực hiện theo quy định của pháp luật. Điều 4, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5, chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện
trưởng phòng nội vụ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đinh Lạc, giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội Diệu Thắng, thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch Trần Đình Sĩ đã ký. Tôi xin hết. Tiếp theo là trao quyết định bảo trợ xã hội Diệu Thắng. Trân trọng kính mời ông Hà Văn Thành, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Di Linh, đại diện cho toàn thể quý cấp chính quyền tại địa phương, trao quyết định rất nhiều ý nghĩa này. Kính mời toàn thể đạo tràng tặng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Và tiếp theo là phát biểu chỉ đạo của đại diện chính quyền địa phương. Kính thưa quý đại hội, như lời người xưa đã nói, cách mạng là ước mơ trở thành hiện thực. Từ hiện thực, cách mạng lại chắp cánh, mở đường cho những ước mơ tới. Trân trọng kính mời ông Hà Văn Thạnh, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội, phát biểu đôi lời chỉ đạo. Kính thưa ông Cabaroy, Phó Bí thư Huyện ủy Di Linh. Kính thưa các cấp chính quyền, đoàn thể của huyện Di Linh và xã Đinh Lạc. Kính thưa chủ trì buổi lễ, kính thưa các quý vị quan khách, kính thưa các quý vị đại biểu. Ở huyện Di Linh có diện tích rộng bằng với diện tích của tỉnh Nam Định, có 180.000 dân và 19 xã thị trấn, có trên 60.000 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Và hiện tại huyện Di Linh đang còn trên 6% tỷ lệ hộ nghèo. Và hàng tháng, huyện Di Linh cũng đã và đang chi trả cho 4.700 đối tượng bảo trợ xã hội. Từ trước đến nay, tất cả những đối tượng bảo trợ xã hội thì huyện Di Linh đều phải gửi lên Đà Lạt, lên Đức Trọng, để nhờ các cái cơ sở bảo trợ trên này chăm sóc, nuôi dưỡng. Trong thời gian vừa qua, dưới sự hỗ trợ, giúp đỡ của địa phương, của Phòng Lao động Thương binh Xã hội, của Phòng Nội vụ huyện Di Linh và của các quý khách, của các nhà bảo hảo tâm, các nhà bảo trợ, và đặc biệt là sự nỗ lực, sự phấn đấu, sự quyết tâm của cơ sở xã hội Diệu Thắng. Giống như các quý vị vừa nghe chỗ Nico Diệu Thắng trình bày về cái quá trình hình thành, phát triển của cái cơ sở bảo trợ xã hội Diệu Thắng từ 2 năm nay. Và trong thời gian như vậy, thì cơ sở xã hội Diệu Thắng đã lần lượt được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân và của nhân dân trong cái địa phương này. Đến nay thì cái cơ sở đã cơ bản là đáp ứng với yêu cầu quy định, đã đón nhận những đối tượng bảo trợ xã hội đến để chăm lo, chăm sóc, nuôi dưỡng. Đây là một kết quả của cái quá trình phấn đấu của cơ sở xã hội Diệu Thắng và sự quan tâm của các nhà hảo tâm, các nhà bảo trợ của chính quyền đoàn thể của xã Đinh Lạc, của huyện Di Linh. Chúng tôi rất phấn khởi là cơ sở xã hội Diệu Thắng đã thực hiện đúng theo cái đề án, theo cái tờ trình mà cơ sở bảo thắng, cơ sở xã hội Diệu Thắng đã trình, đã báo cáo.
cũng như cái quyết định thành lập của Ủy ban dân huyện Di Linh. Chúng tôi mong rằng sau cái buổi lễ công bố cái quyết định này để đi vào hoạt động, thì cơ sở xã hội Diệu Thắng tiếp tục phấn đấu hoàn thiện thêm những nội dung mà chúng ta còn dở dang. Và cũng mong rằng cơ sở xã hội Diệu Thắng tiếp tục phát triển hơn nữa, đẹp hơn nữa, khang trang hơn nữa, đầy đủ hơn nữa để tiếp tục đón nhận thêm, như Nico Diệu Thắng nói, là những mảnh đời khó khăn, thiếu thốn, cần sự được sự bảo trợ của xã hội, giúp cho cái xã hội huyện Di Linh này cũng như trong địa phương, trong vùng giảm bớt đi những mảnh đời bất hạnh, làm cho xã hội của chúng ta ngày càng tươi đẹp hơn. Và chúng tôi cũng xin kêu gọi những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm và các tổ chức, các cá nhân ở trong xã hội địa phương này cũng như trong và ngoài huyện tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ để tạo điều kiện cho cơ sở bảo trợ xã hội Diệu Thắng tiếp tục được hoạt động ngày một tốt hơn. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn sự có mặt của tất cả các vị quan khách, các nhà hảo tâm hôm nay đã đến dự ủng hộ cho cái lễ công bố quyết định này. Một lần nữa xin kính chúc tất cả các quý vị mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc. Xin cảm ơn. Trả lời phát biểu chỉ đạo của đại diện chính quyền là tiếp thu ý kiến của đại biểu và lời ước nguyện. Kính mời Ni sư Diệu Thắng. Kính thưa quý đại biểu toàn thể hội trường, con Nguyễn Thị Vàng, thức nữ Diệu Thắng, xin có đôi lời phát nguyện khi được trao quyết định trọng trách về cái việc xã hội giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, gian khổ, những cụ già neo đơn, bất hạnh, không nơi nương tựa, những trẻ em mồ côi, mất cha mẹ sớm, những trẻ cơ nhỡ, cha mẹ không có đủ điều kiện để lo. Thưa quý quan khách và chư thiện nam, tín nữ cùng các nhà hảo tâm mạnh thường quân hiện diện trong hội trường ngày hôm nay, kính dâng lên quý hòa thượng chứng minh quý chư tôn đức thượng tọa, chư ni trưởng, chư ni sư, chư đại đức tăng ni, dài lời phát nguyện chính tự thân chúng con. Kính bạch quý tôn đức, kính thưa quý vị, như lời cổ đức đã dạy, xuất gia hành đạo dĩ báo thâm ân, hoằng pháp lợi sanh dụng thù cổ đức. Người tu sĩ xuất gia có hai bổn phận, một là báo thâm ân với hai đấng sanh thành, hai là phải lo việc hoằng pháp độ sanh để báo ân đức của tổ thầy đã dày công giáo dạy. Từ ý nghĩa cao quý đó, nhớ ngày nào nơi tổ đình Quan Âm Tu Viện, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, con được cận kề bên tổ thầy lý kinh nghĩa luật hàng bữa rót vào tai. Đạo đức say xưa thầy trò tâm sự, ngày qua ngày con được trưởng thành hơn và lý tưởng cao hơn. Hôm nay cơ sở bảo trợ xã hội Diệu Thắng của chúng con được hình thành là do con học theo hạnh đức của Đức Tôn Sư của chúng con. Như hồi nãy về mặt tóm tắt con đã nói, Hòa Thượng Thiện Thượng Hạ Phước năm 1961 là một vị Tôn Sư đã thành lập Cô Nhi Viện Phước Lộc Thọ, nuôi dưỡng trên 200 người già neo đơn và trẻ em tâm thần, bệnh bẩm sinh vân vân. Và đức thầy của con là ni trưởng Thượng Huệ Hạ Giác, hiện tại ngày nay là trưởng ban từ thiện tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai. Ngài cũng đã nuôi người già hiện tại tại Quan Âm Tu Viện trên 100 người.
Ngài đã dạy cho con từng tiếng, từng lời. Việc ác nhỏ chớ làm, việc thiện nhỏ chớ nên bỏ. Đến năm 2010, được tổ thầy chứng minh, con về thôn Tân Lạc 2, xã Đinh Lạc để tập làm Phật sự công quả. Trong khi tài sơ đức bạc, biết mình có đủ tài đức hay không mà hoàn thành nhiệm vụ, thì may mắn và hạnh phúc thay, con được quý hòa thượng chứng minh chư tôn đức ban trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng và huyện Di Linh, ban trị sự và các cấp chính quyền, đảng và nhà nước, nhất là địa phương đã tận tình giúp đỡ cho cơ sở của chúng con mới có được ngày hôm nay. Đối trước sự lưu tâm và niềm hoan hỷ của quý ngài, quý vị, dạ con xin kính nguyện. Nguyện thứ nhất, đối với tự thân con nguyện lấy lý tưởng giải thoát làm mục đích tối hậu, nương theo giới luật làm mạch sống để tu hành. Nguyện thứ hai, đối với đạo pháp và dân tộc, con nguyện phát huy truyền thống yêu nước và uống nước nhớ nguồn, thực hiện tốt nghĩa vụ của một người công dân. Nguyện gánh vác những công tác Phật sự bằng cả tâm huyết của và sức lực với khả năng của chính mình để cho cơ sở bảo trợ góp phần xoa dịu phần nào nỗi đau của những người bất hạnh qua phương châm hoằng pháp lợi sanh báo Phật ân đức. Kính thưa toàn thể hội trường, trước khi dứt lời, con xin bày tỏ tấm lòng tri ân và thành tâm đảnh lễ quý hòa thượng, thượng tọa, quý chư tôn đức, tăng ni đã rất thương con từ nơi xa xôi, tất cả gác tất cả Phật sự đến để mà chia vui cùng với chúng con ngày hôm nay. Con xin kính chúc quý vị pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, cửu trụ ta bà, tuyên dương chánh pháp. Và kính chúc toàn thể các cấp đảng ủy, chính quyền, nhà nước và các nhà hảo tâm, mạnh thường quân những lời chúc tốt đẹp nhất. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, tấn lộc, tấn thọ, tấn chức, tấn tài, để quý vị có đủ tài đức và quý vị là cái niềm hoan hỷ cho nhân dân bá tánh, nhất là địa phương ở xã Đinh Lạc cùng huyện Di Linh và tỉnh Lâm Đồng này. Con xin được thành tâm kính chúc toàn thể hội trường một niềm vui hoan hỷ và mùa xuân Di Lặc sắp đến. Chúng con cũng xin kính chúc, nhất là các cấp chính quyền, lãnh đạo đảng ủy, nhà nước và toàn thể hòa thượng, chư hòa thượng, thượng tọa, chư ni trưởng, chư ni sư, đại đức tăng ni một niềm vui Di Lặc tràn đầy hạnh phúc và hoằng pháp lợi sanh, nhất là các vị chánh quyền có đầy đủ sức khỏe dồi dào thêm một lần nữa để cung ứng cho loài người và xã hội, giúp đỡ những mảnh đời khổ đau, ngang trái, bất hạnh, cô đơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta vốn không mang chứng tích u sầu, nhưng ta sẽ khổ đau cùng nhân thế. Ta không nói cũng không lời ước thệ, nhưng sẽ cùng dâu bể với thời gian. Tiếp theo là phát biểu của đại diện người được nuôi dưỡng. Kính mời cháu Phạm Thị Thu Duyên. Kính thưa quý quan khách chánh quyền địa phương, con xin cung kính đảnh lễ hòa thượng chứng minh, con xin cung kính đảnh lễ quý tôn đức tăng ni, kính thưa quý cô bác hảo tâm, quý mạnh thường quân và quý Phật tử, con tên là Phạm Thị Thu Duyên.
hay những vị được bảo trợ, con xin bộc bạch cảm tưởng của chúng con trong buổi lễ hôm nay. Bạch quý ngài, kính quý ông bà, quý cô chú, như lời người xưa đã dạy, sống ở đời mỗi người đều có thân phận, hoàn cảnh riêng, tuy nhiên nhịp sống của mỗi người đều có mối tương quan lẫn nhau, nương vào nhau mà tồn tại. Sự liên kết này làm cho cuộc sống thật đẹp khi mỗi người biết tương trợ, tùy hỷ với thành quả của nhau. Thật vậy, nếu quý ngài đã trải nghiệm bữa cơm của những đứa trẻ ở vùng cao, những mảnh áo mỏng khi mùa đông lạnh giá, những đôi chân đất phù nề, những lớp học tạm bợ gió lùa và những con đường đến trường gian lao phải mất nửa ngày đi bộ của chúng con. Có những đứa trẻ vì lạnh rét mà phải trốn học ở nhà, không đến trường được, vân vân, thì quý ngài sẽ càng cảm thông cho chúng con nhiều hơn nữa. Quanh quẩn những đường ngay nẻo dọc trong cuộc đời, chúng con rất lo sợ, vì chúng con người thì mồ côi, người thì không may mắn bị cha mẹ bỏ, đứa thì cha mẹ khốn cùng không lo nổi, đứa thì bệnh tật triền miên. Ví như hoàn cảnh của bé Thắng Trơn, từ nhỏ em đã phải vất vả lang thang giữa dòng đời đầy đau khổ. Khi 2 tuổi, em đã phải xin ăn từng dãy phòng trọ, bữa no, bữa đói. Có bữa người vui thì họ cho ăn, mừng ăn ngấu nghiến, đỡ đói cho qua ngày. Có bữa xin không được, em đành khóc sáng đêm, mặc ngủ qua đêm. Mẹ em bệnh tật triền miên, không biết cha, cũng chẳng biết chồng là ai, chỉ biết cuộc sống đói khổ đang trước mắt chàng chề ập tới với căn bệnh lâu năm. Đành leo lắc giữa chợ đời xin ăn với những đồng tiền rẻ của người qua kẻ lại. Người thương thì cho được chút ít đủ xài để chữa dần căn bệnh. Mẹ con đành dắt nhau ra chợ đời đứng lang thang, nhìn kẻ qua người đi lại. Vì hoàn cảnh mẹ không thể nuôi em được, nên đã đành nhờ vái vang những người đi ngang đường xin để nuôi em giùm. Chẳng ai dám nhìn nhận với cái hình hài đen bẩn thỉu đầy đau khổ bệnh tật, họ chỉ lắc đầu rồi bỏ đi. Khi sư phụ đi dạy ngang qua, vô tình hình ảnh của một đứa trẻ tội nghiệp đã khiến cho sư phụ ghi nhớ. Đi rồi nhưng đành quay lại, không thể bỏ mặc một đứa bé đứng bơ vơ với chiếc quần ngắn xà lõn mà đen đúa tội nghiệp. Khi hỏi được hoàn cảnh của bé, sư phụ đành mở rộng lòng từ bi, đón bé về, yêu thương bé, đưa cho mẹ bé một số tiền để chữa trị căn bệnh lâu năm của mình. Và từ đó đến nay, chẳng thấy người mẹ sanh con ra đứt ruột, máu mủ đến thăm một ngày hay gọi điện hỏi một cú điện thoại: con ơi, con có khỏe không? Mẹ, hình bóng của người mẹ vẫn không còn trong trái tim của bé, mãi chỉ thấy một người thầy là sư phụ, từng ngày đút cơm, tắm rửa, lo giặt giũ áo quần, may từng chiếc khăn, chiếc gói, yêu thương và đùm bọc. Cho đến nay, Thắng Trơn được 10 tuổi, được đi học cấp sách đến trường với 3 bạn nhỏ khác, được các thầy cô yêu thương và nâng đỡ. Và con trong chùa con có 2 em Thắng Lãm và Thắng Trầm.
cũng vốn xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không có cha, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nương tựa nơi nhà này qua nhà nọ, phải sống hàng ngày với tiền trợ cấp của các cấp chính quyền địa phương. Khi sư phụ dẫn hai em về thì sư phụ cảm ơn và xin hồi tiền trợ cấp lại. Để lo cho các người khác, sư phụ nói rằng thầy đã là cha mẹ của các con rồi, các con không còn mồ côi nữa. Từ ấy, trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý trôi qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim. Tình thầy trò đã giúp cho chúng con vượt qua những khốn khổ, những suy tư, phiền muộn. Bao nhiêu mảnh đời bất hạnh được giúp đỡ, bao nhiêu người bệnh được cứu chữa từ những tấm lòng hảo tâm của cộng đồng, của xã hội. Sư phụ ơi, con cứ ngỡ sư phụ hiện thân của mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đến đây để cứu khổ, ban vui cho cuộc đời này. Hạnh phúc vì chúng con gặp được sư phụ yêu thương và lo lắng, đùm bọc chở che những đêm lạnh rét, những đêm bệnh tật. Sư phụ luôn suốt đêm thức để lo cho chúng con, vắt từng chiếc khăn lau khi chúng con sốt. Mà mãi đến khi sư phụ bị cơn gió độc bại liệt, đi không nổi với những hơi thở nặng nề, chúng con vô dụng. Xin lỗi sư phụ, vì tụi con quá ngây dại, chỉ biết thân phận của mình là một đứa bé, đứng nhìn sư phụ với những hàng nước mắt thầm cầu nguyện. Xin sư phụ, trời Phật hãy thương cho sư phụ con là một bậc hiền đức, sẽ luôn được ơn trên gia hộ và yêu thương, được sống khỏe bình an. Cuộc đời này, nếu chúng con không có sư phụ thì chúng con sẽ còn lang thang nơi chợ đời, không biết nơi đâu để nương tựa, không biết rằng cuộc đời này có chở che cho bao hạnh phúc như sư phụ hay không, hay họ sẽ đá đổ những đứa trẻ không cha không mẹ này, họ sẽ không yêu thương tụi con bằng sư phụ. Chúng con chỉ biết xin cảm ơn hai đấng sinh thành, ông bà ngoại, người đã sinh sư phụ con ra là một bậc nhân tài, từ bi độ đời, làm lợi ích cho xã hội. Con xin cảm ơn sư nội, người thầy của sư phụ đã luôn giáo dưỡng sư phụ con là một bậc thầy tài đức vẹn toàn, làm rạng sáng nguồn Phật Pháp. Con xin cảm ơn các cấp cô chú chính quyền cùng những cô chú địa phương luôn ủng hộ cho nơi đây được thành lập, để điểm bảo trợ một ngày được gây dựng và những mảnh đời bất hạnh như chúng con sẽ được khép lại, và chúng con và mọi người sẽ luôn chung tay góp sức vì cộng đồng, để cho những đứa trẻ thiếu may mắn như chúng con không còn trên mảnh đời này nữa. Mái ấm con về trong yêu thương, chắc hẳn từ nay hết lạc đường. Sửa tâm sửa tánh con kiên quyết, nương bóng từ ân luôn tỏ hương. Những tấm lòng thánh thiện của quý ngài cũng như của sư phụ chúng con đã cho chúng con một nếp sống hạnh phúc, trong hiện tại sẽ là hành trang giúp chúng con phấn đấu vươn lên để trở thành những người có ích cho xã hội trong tương lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Một lần cuối con xin kính chúc chư tôn đức tăng ni được sức khỏe, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh dễ độ, cụ trụ ta bà Hoằng Dương chính pháp cùng các cô chú chính quyền người địa phương ở đây, cùng quý Phật tử được một sức khỏe dồi dào, thân tâm được an lạc trong ngày lễ hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa các quý vị, chúng ta vừa nghe lời tâm sự của một cháu đang ở cơ sở bảo trợ xã hội Diệu Thắng. Và qua đây thì chúng tôi cũng xin kêu gọi trước hết là các cấp chính quyền đoàn thể từ huyện đến xã Đinh Lạc tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ cho cơ sở Diệu Thắng này tiếp tục được phát triển. Và cũng xin kêu gọi các mạnh thường quân, các tổ chức, các cá nhân tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho cơ sở Diệu Thắng này để tiếp tục nuôi dưỡng, che chở cho những mảnh đời như các em vừa nêu ra. Xin chân thành cảm ơn. Trân trọng cảm ơn những lời nói rất là có ý nghĩa của ông Hà Văn Thành. Thật vậy, từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim. Tiếp theo chương trình là lời gợi gắm của ân sư Ni sư Diệu Thắng. Kính mời Ni sư Kim Sơn, trưởng ban từ thiện tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Quan Âm tu viện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng tôi xin đại lao ni trưởng, trưởng tông phong, viện chủ Quan Âm tu viện đọc lời gửi gắm của ngài là bậc ân sư của Ni sư Diệu Thắng, nhân lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt hoạt động cơ sở bảo trợ xã hội Diệu Thắng. Kính thưa quý quan khách, lãnh đạo chính quyền các cấp, kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa quý ni trưởng, ni sư, chư tôn đức tăng ni cùng quý vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và chư Phật tử thân mến. Trong khung cảnh trang nghiêm long trọng của buổi lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt hoạt động bảo trợ xã hội Diệu Thắng hôm nay, chúng tôi được biết mục đích hoạt động của hội là luôn ý thức quan tâm đến những người xung quanh trong cộng đồng, liên kết những tấm lòng hảo tâm với những người có hoàn cảnh khó khăn. Bởi vì theo quan niệm của Phật giáo, thân này đang mang nặng thâm ân cha mẹ nhiều đời và tinh chất của đất trời ban tặng. Dòng máu này ngày đêm chạy trong dòng lịch sử 4.000 năm của dân tộc. Sự yên bình của cuộc sống hôm nay là thành quả của bao thế hệ vì đại cuộc đã xả thân để giữ gìn, để bảo vệ văn hóa nền độc lập và bờ cõi Việt Nam. Thay lời bổn sư của chúng tôi là ni trưởng Thượng Huệ Hạ Giác, viện chủ tổ đình Quan Âm tu viện tỉnh Đồng Nai, chúng tôi rất mong quý cấp chánh quyền địa phương vui lòng giúp đỡ thêm cho ni sư Diệu Thắng trong công tác từ thiện mà chính quý ngài đã từng trải nghiệm. Bởi vì người xưa có câu nhân bất phong xương vị lão tài, nghĩa là người chưa từng sớm lăn vào phong xương tế nguyệt thì làm sao có tài già dặn như quý ngài. Trân trọng cảm ơn quý cấp lãnh đạo chính quyền huyện Di Linh, quý cấp chánh quyền tỉnh Lâm Đồng cũng như các ban ngành đoàn thể đã hỗ trợ cho ni sư Diệu Thắng. Kính chúc quý vị sức khỏe vạn an, kiết tường như ý. Trân trọng cảm tạ sự hiện diện của quý hòa thượng, quý chư tôn đức tăng ni chứng minh, cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý ngài được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Chúc cho ni sư Diệu Thắng chân cứng đá mềm, mọi sinh hoạt đúng chánh pháp, đúng hiến chương của giáo hội để đưa đạo vào đời, để bảo tồn tính văn hóa của dân tộc. Kính chúc quý mạnh thường quân, quý nhà hào tâm, quý Phật tử thân khỏe tâm an, luôn tinh tấn trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo chương trình là lời phát biểu của Hòa Thượng, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Kính thưa quý đại biểu,
Nói đến hoạt động Phật giáo thì ngoài những sinh hoạt trong chốn thiền môn, song song đó Phật giáo mang tinh thần bố thí với khẩu hiệu phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Đáp ứng yêu cầu hoằng pháp chính là đáp ứng yêu cầu con người bằng những việc làm thiết thực giúp người thăng hoa hướng thượng. Nói theo ngôn ngữ ngày nay nghĩa là xây dựng đất nước dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Kính mời Hòa Thượng, Trưởng Ban Trị sự Phật Giáo tỉnh Lâm Đồng, đạo hiệu Thích Toàn Đức A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị đại diện Đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành của huyện Di Linh, xã Đinh Lạc. Kính thưa toàn thể hội chúng hiện diện trong lễ trường, trong buổi lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt cơ sở bảo vệ xã hội Diệu Thắng. Lời đầu tiên, chúng tôi có lời kính chúc quý Hòa Thượng, quý Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni được Pháp Thể Khinh An, Bồ Đề Tâm Tăng Trưởng hoàn thành mọi Phật sự theo tâm nguyện của mình. Tiếp theo, chúng tôi xin thưa quý vị đại diện Đảng, chính quyền, các cơ quan đoàn thể của huyện Di Linh, xã Đinh Lạc, quý vị thay lời giáo hội có lời tán tụng cái việc đồng thuận tạo mọi duyên lành cho cơ sở Diệu Thắng được hình thành và phát triển. Chúng tôi cùng tiếp tục xin quý vị hướng dẫn, vì đây là một cơ sở bảo trợ xã hội mang tính nhân văn và có tính cách là quần chúng chứ không phải là của tôn giáo. Vì vậy cho nên đương nhiên tổ chức của chính phủ bây giờ thì cái gì cũng có luật hết á. Mình muốn cho cái cơ sở ổn định thì đương nhiên mình phải làm đúng luật và đúng sự chỉ đạo của địa phương. Nói luật nhưng mà địa phương là chính thì đã. Nếu trường hợp ở địa phương nhiều khi cái luật là nói chung, chứ cái tính chất nhân tình của mỗi địa phương nó khác nhau. Vì vậy cho nên hình thành cơ sở này để phục vụ cho xã hội, phục vụ cho những mảnh đời không may mắn, thì đương nhiên cái luật đó cũng được là quý cấp lãnh đạo địa phương là chịu cố giúp đỡ. Và qua cái sự hình thành này thì chúng tôi cũng xin thay mặt giáo hội có lời cảm ơn Đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành của huyện Di Linh, xã Đinh Lạc đã tạo điều kiện giúp đỡ cho cơ sở bảo trợ xã hội Diệu Thắng này. Rồi hôm nay quý vị lại thân lâm về đây dự buổi lễ ra mắt và quyết định cho cái cơ sở này được gọi là hoạt động. Xin cầu chúc cho quý vị đại biểu đại diện cho Đảng, chính quyền cũng như các cơ quan ban ngành được thăng an, trí khỏe và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà chúng ta đang còn gánh vác để ổn định xã hội. Kính thưa toàn thể quý vị thiền nam tín nữ hiện diện trong lễ trường, Sư Cô Diệu Thắng xuất thân ở Quán Âm Tu Viện tỉnh Đồng Nai, đệ tử của Sư Bà Huệ Giác. Thì đương nhiên là với cái người tâm niệm của người xuất gia, khi lớn rồi học hành đến nơi đến chốn và đương nhiên đi ra hành đạo, thì đương nhiên rằng là có cái nơi cũng thuận lợi mà cũng có cái nơi nhiều khi hằng cùng không phải là thuận lợi, vì đương nhiên nó đường đời mà làm sao mà nó bằng phẳng được. Tuy nhiên rằng
Sư cô Diệu Thắng đã tiến hành cái việc thành lập cơ sở bảo trợ xã hội này mang cái tên hiệu của mình, và đồng thời nữa là thể hiện cái tấm lòng từ bi của Phật đối với những chúng sanh, đối với những con người không được may mắn. Thì như vậy á, sư cô Diệu Thắng á, thế danh ở đời là Nguyễn Thị Vàng, là tư cách công dân, là phải chấp hành luật pháp của nhà nước. Đó. Còn pháp danh Diệu Thắng, sư cô Diệu Thắng là một nhà tu, vì vậy cho nên chịu cái sự chi phối của hiến chương, của nội quy tăng sự, chứ không phải là như một người dân bình thường. Cho nên hai mặt sư cô Diệu Thắng gánh hai vai, một vai là người công dân, một vai là người tu sĩ. Vì vậy cho nên vận dụng làm sao cho thật khéo léo trên phương diện điều hành cái cơ sở này. Đương nhiên cơ sở này là chỉ bảo trợ những người, những mảnh đời không may mắn thôi. Vì vậy cho nên đương nhiên về mặt công dân là đương nhiên mình phải chiếu theo những cái điều kiện của luật pháp cho phép. Còn đứng về phương diện sự hiện diện của cô Diệu Thắng tại địa bàn này là một tu sĩ của Phật giáo. Nếu là ở đây, nếu là cô Diệu Thắng trực tiếp ở đây, thì sư cô Diệu Thắng cần phải gia nhập với ni giới của địa phương để cùng nhau gọi là trường dưỡng cái giới pháp, và đồng thời nữa là cùng nhau sinh hoạt trong cái tổ chức của tăng già, của những người xuất gia. Vì vậy cho nên với cái tâm nguyện của cô Diệu Thắng là rất lớn, nhưng mà muốn hoàn thành cái tâm nguyện đó cho đến viên mãn thì với điều kiện là mình phải vận dụng hai cái điều kiện mà tôi đã nói, là luật pháp và giới pháp của Phật, cũng như giáo hội hiện nay là hiến chương và nội quy tăng sự. Đương nhiên là người tu sĩ bây giờ các vị quý hòa thượng, quý thượng tọa hiện diện trong đạo tràng hôm nay biết rồi, tổ chức của giáo hội là từ trung ương đến địa phương có 3 cấp. Trung ương thì có hội đồng trị sự, tỉnh thì có ban trị sự tỉnh hội, huyện thì có ban trị sự huyện hội. Như vậy là chúng ta muốn nằm trong tổ chức giáo hội cần phải xuyên suốt từ trên xuống dưới như vậy. Và một cái hội đồng cao nhất là hội đồng chứng minh. Hội đồng chứng minh là coi về giới pháp, rồi đồng thời nữa là cái tu hành của tăng ni có phù hợp với lời Phật dạy không, có đúng với giới pháp không. Thì vì vậy cho nên cầu chúc cho buổi lễ thành công rồi, rồi đồng thời nữa cũng ghi nhận cái tâm nguyện của sư cô Diệu Thắng khi hình thành ra cái cơ sở này, và đồng thời cũng mong rằng cơ sở này sinh hoạt trong luật pháp của nhà nước, của chính quyền cho phép. Rồi đồng thời nữa cô Diệu Thắng cũng sinh hoạt với ni giới tại địa phương để cho nó đi vào cái nề nếp. Chứ nếu trường hợp mình chỉ biết nặng về cái việc từ thiện xã hội mà quên đi cái phần tu trì của mình, với có cái tính cách đoàn thể tại địa phương là cũng không phải tròn vẹn lắm. Đó. Cho nên nguyện cầu Tam Bảo chứng minh lịch đại tổ sư, chứng minh cho cái đạo tâm, cái thiền nguyện của ni sư Diệu Thắng đã phát tâm hình thành cơ sở này để nuôi dưỡng những mảnh đời không may mắn, và đồng thời nữa cầu nguyện cho tâm bồ đề của cô Diệu Thắng cũng luôn luôn là tăng trưởng, và Phật sự của cô Diệu Thắng chủ trương đây cũng thành tựu viên mãn. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con trân trọng cảm tạ lời phát biểu của Hòa Thượng và kính nguyện Hòa Thượng sức khỏe vạn an để tiếp tục làm thạch trụ cho Đạo Pháp, lợi lạc chúng sanh. Tiếp theo chương trình là lời cảm tạ của ban tổ chức. Kính thưa ông Cabroy, Phó Bí Thư huyện ủy,
huyện Di Linh. Kính thưa quý cấp lãnh đạo Đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng và các ban ngành toàn thể địa phương. Kính thưa quý Hòa Thượng Chứng Minh, quý Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các bậc mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, quý vị Bảo Đài và tất cả quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng. Người xưa có câu chúc xuân đa kiết khánh, hạ bảo bình an, thu tấn tam tai, đông nghinh bách phước, nghĩa là xuân hạ thu đông đều hướng đến sự bình an. Phạm trù đạo đức này được hình thành từ khi có con người. Khổng Tử nói, nhân chi sơ tánh bản thiện. Khi con người xây dựng nên xã hội thì từ thiện trở thành ý thức tương trợ lẫn nhau, là động lực để xã hội phát triển lớn mạnh. Tinh thần tương thân tương trợ, gắn bó nhau trong cộng đồng đã được nhân dân xem như là chất liệu sống từ khi dân tộc Lạc Việt lập quốc cho đến ngày nay và mãi mãi. Hôm nay một ngày vui trọng đại, một nét son, một dấu ấn huy hoàng đối với hoạt động bảo trợ xã hội diệu thắng. Sự hiện diện cao quý và niềm hoan hỷ của quý quan khách, chánh quyền địa phương, các cấp, quý Hòa Thượng, quý Tôn Đức Tăng Ni là một diễm phúc cho ban tổ chức, một ân huệ lớn lao cho các em được bảo trợ. Đối trước ân đức của quý Ngài, thành tâm đa tạ. Quý quan khách, các cấp chánh quyền thở tại, kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Kính chúc quý Hòa Thượng Chứng Minh, quý Tôn Đức Tăng Ni, pháp thể vô biên an lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc các bậc mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và toàn thể quý Phật tử hiện diện hôm nay thân tâm thường lạc, thắng phước viên dung, đạo tâm kiên cố. Ban tổ chức trân trọng cảm tạ tất cả những lãng hoa, những phần quà đầy ắp nghĩa tình của quý cấp chánh quyền tại địa phương cũng như của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng và quý Tôn Đức đã về trao tặng. Trước khi dứt lời, xin chắp tay cầu nguyện tất cả mọi người đều phát khởi tâm niệm an lành, biết nghĩ đến nhau, quan tâm và giúp đỡ nhau trên con đường hướng về chân thiện mỹ. Lễ công bố quyết định và thành lập ra mắt hoạt động bảo trợ xã hội diệu thắng tuy diễn ra trong giờ phút ngắn ngủi nhưng đã lưu lại trong lòng người tham dự một dấu ấn khó phai với thời gian năm tháng. Thành tâm chúc nguyện cho cuộc đời bừng thắm vạn hương hoa, cho đạo cả thiêng liêng tưng bừng nở, cho hạnh phúc muôn kiếp người vĩnh cửu, cho bình an hoan lạc đến thiên thu. Buổi lễ hôm nay chắc chắn không sao tránh khỏi những điều sơ thất. Thay lời ban tổ chức cũng như ni sư Diệu Thắng, chúng tôi xin cáo lỗi, ngưỡng mong quý ngài, quý vị niệm tình hoan hỷ. Và buổi lễ đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý ngài và toàn thể quý quan khách, quý đại biểu ở lại để dùng bữa cơm thân mật cùng với bổn tự, cùng với cơ sở A Di Đà Phật. Một lần nữa. Vẫn mong thầy không nản lòng để ngày mai chúng con được tay chân nơi nơi đây thêm bao đôi thầy niềm tin vững chãi vì thầy luôn hướng đến Như Lai. Cuộc sống đơn sơ vẫn luôn bên những cõi lòng, nhìn trời xanh nắng lên ngày mới phơi phới con tim, nở môi cười thắm tươi.
ngày mưa nắng lẻ loi một mình.